ở phần đằng sau kích success. Xin chào anh em, ở trên màn mình đây là chiếc MacBook Air M2 và đây là chiếc Surface Pro 9. Hai chiếc máy này nó đã ra mắt vào cuối năm ngoái cùng một thời điểm và đến bây giờ mức giá của nó cũng gần rất là giống nhau, một chiếc là khoảng tầm 25,5 triệu, một chiếc khoảng tầm 26 triệu, nói chung là cứ xem nhau. Vậy hai chiếc máy này, chiếc máy nào đáng mua hơn thì chúng ta cùng xem video này nhé. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đăng Vũ và mình là Long, bắt đầu video thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chiếc MacBook Air M2 trước. Nói về thiết kế của nó, anh em sẽ có một chiếc MacBook Air có một cái vỏ nhôm rất là dày dặn, thiết kế phẳng, có một số thành chỗ thì nó bo tròn, nó giúp cho chúng ta cầm nắm sờ chạm dễ hơn. Tuy nhiên mình không hiểu một chút, phần bên ngoài được bo tròn rất là sướng, nhưng mà những cái phần bên trong đây, những cái chỗ như thế này lại không được bo tròn. Cá nhân mình thấy rằng thiết kế của chiếc MacBook Air rất là ngon, nhưng mà mình muốn đã bo tròn thì bo tròn hết đi để cho nó thân thiện cổ tay, thân thiện tương tác của mình hơn. Trọng lượng của chiếc MacBook Air M2 nó chỉ khoảng tầm 1,24 kg mà thôi, một trọng lượng rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ. Nếu mà ở trong những cái top laptop nhỏ gọn thì MacBook Air xứng đáng được gọi tên. Về cái thiết kế của MacBook Air này thì do mỏng nhẹ quá nên các cổng kết nối nó cũng không được nhiều. Anh em sẽ có một cổng MagSafe để mới này, hai cổng Type-C này, cạnh còn lại đó chỉ là jack cắm tai nghe 3.5. Hết. Khá là đáng tiếc, mình muốn ít nhất cũng phải có một cái cổng cắm thẻ nhớ để những người nào làm công việc chụp ảnh hay quay phim của mình ấy nó tiện dụng hơn, đúng không? Sức mạnh của chiếc MacBook Air M2 này cũng ngon mà. Bây giờ thôi, nhìn qua chiếc Surface Pro 9 đi. Anh em sẽ có một chiếc Surface Pro 9 có một cái thiết kế gần giống với cả những người đàn anh trước, Pro 8 hay Pro 7. Chân đế kích stand ở đây, vỏ nhôm 100% này, thiết kế cũng phẳng này, các cạnh được bo tròn rất là nhiều này, kể cả mặt trước, nên cái việc sờ chạm hay là tương tác với cả chiếc Surface Pro 9 này nó đều cực kỳ thân thiện với cả người sử dụng. Nhất là đây, mình cầm lên như này nó cũng rất là sướng. Ngoài ra anh em nhìn thấy đấy, mình có thể tách rời bàn phím ra được này, sử dụng pen rời được này, rất nhiều kiểu để sử dụng với chiếc Surface Pro 9 này. Trọng lượng của chiếc Surface Pro 9 khi kèm phím nó khoảng 1,1 kg, nó nhẹ hơn so với cả chiếc MacBook Air M2 ở đây. Nói chung là nói về trọng lượng thì mình thấy rằng hai chiếc máy này đều xứng đáng được gọi tên. Anh em sẽ có một số các cổng kết nối như sau. Ở bên tay trái anh em sẽ có hai cổng Type-C chuẩn Thunderbolt, bên phải chỉ có duy nhất cổng sạc Surface Connect, chấm hết. Ở trên Surface Pro 9 Bluetooth đã loại bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5 rồi. Bây giờ anh em muốn nghe nhạc từ tai nghe hay là nghe âm thanh từ tai nghe thì anh em bắt buộc phải sử dụng những cái dongle chuyển đổi từ Type-C ra, hoặc là anh em sử dụng tai nghe Bluetooth ở phần đằng sau kích success. Ở đằng sau kickstand anh em sẽ có nơi để anh em phải thay thế bộ nhớ SD nhanh. Đây là một điểm thật sự đáng giá. Surface Pro 9 thì độc đáo hơn ở thiết kế, Surface Pro 9 cũng sử dụng được nhiều tác vụ mục đích hơn. Còn với cả MacBook Air M2 thì thiết kế của nó an toàn hơn, dễ dàng sử dụng hơn, thân thiện, đơn giản hơn. Anh em lựa chọn sản phẩm nào ở thiết kế có thể bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi về phần màn hình đi. Surface Pro 9 thì anh em sẽ có một màn hình 13 inch, tỷ lệ là 32, độ phân giải là 2880x1920 pixel. Thông số chi tiết ở cái màn hình này là 100% sRGB này, 82% Adobe RGB, 85% DCI-B3. Và cái màn hình này ngoài cái thông số chi tiết cực kỳ đẹp ra thì nó còn hỗ trợ cảm ứng để anh em có thể chạm lên đây này, sử dụng như một chiếc máy tính bảng bình thường. Hỗ trợ cả Surface Pen để anh em có thể ghi chú, vẽ, viết. Tần số quét của Surface Pro 9 cũng là 120Hz. Nó giúp cho những cái trải nghiệm cảm ứng hay trải nghiệm anh em vuốt các thứ nó cũng mượt mà hơn rất là nhiều. Ở trên chiếc MacBook Air M2, màn hình thì lớn hơn so với cả chiếc Surface Pro 9 ở đây, đó là 13,6 inch, độ phân giải là 2560x1644 pixel, độ sáng là 500 nit, nó cao hơn một chút so với cả chiếc Surface Pro 9. Tần số quét đáng tiếc nó chỉ có 60Hz thôi. Thông số chi tiết của cái màn hình này là 100% sRGB này, 82% Adobe RGB và 95% DCI-B3. Về cái thông số chi tiết của cái màn hình MacBook Air M2 nó nhỉnh hơn Surface Pro 9 một chút. Đây, đều là hai cái màn hình cao cấp, nhưng mà mình vẫn thích màn hình ở trên chiếc Surface Pro 9 hơn.
Là anh em thì sao? Anh em thích cái màn hình nào? Pro 9 nó đa dụng, nó cảm ứng, tần số quét cũng cao hơn, nó giúp cho cái trải nghiệm của mình nó mượt mà hơn. Còn MacBook Air thì nó chính xác màu sắc hơn một chút. Đấy, anh em tự lựa chọn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải đến cái điểm thứ ba, đó là hiệu năng. Ở trên chiếc Surface Pro 9 thì anh em sẽ có con chip Intel i5 và i7. i5 thì sẽ sử dụng là 1235U và i7 sẽ sử dụng là 1255U, có quạt tản nhiệt anh em nhé. Còn đối với cả chiếc MacBook Air M2 thì không có quạt tản nhiệt. Các tác vụ thông thường như là lướt web, xem phim, giải trí cơ bản, bla bla bla, thì hai chiếc máy này gần như là không có điểm gì khác nhau là mấy. Tuy nhiên khi làm nặng hơn, ví dụ sử dụng những phần mềm Adobe, Photoshop, Lightroom gì đó, thì chiếc Surface Pro 9 nó nóng hơn đáng kể ở phía mặt lưng này. Còn đối với cả chiếc MacBook Air M2, nó chỉ ấm lên một chút chút thôi ở cái bàn phím này, hơi ấm một chút. Khi sử dụng để chỉnh sửa ảnh, xuất file thì chiếc MacBook Air M2 nó cũng nhanh hơn so với cả chiếc Surface Pro 9. Tuy nhiên khi anh em làm việc lâu, ví dụ như là nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, thì ở trên chiếc Surface Pro 9 nó ổn định hơn rất nhiều. Việc xuất file hay là hiện tượng giật đơ lag gần như là không gặp phải ở trên chiếc Surface Pro 9, tại vì nó có quạt tản nhiệt mà, nó bền bỉ hơn chiếc MacBook Air M2 này. Ở đây chiếc MacBook Air M2 và chiếc Surface Pro 9 nó đều có những điểm hay riêng biệt, tùy anh em lựa chọn thôi. Hiệu năng ở trên chiếc MacBook Air M2 thì nó đạt đỉnh ở trong thời gian ngắn rất là nhanh, còn để ổn định lâu dài thì mình thấy rằng bền bỉ thì lựa chọn Surface Pro 9 nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái điểm cuối cùng, đó là pin của hai chiếc máy này. Là chiếc Surface Pro 9 nó sử dụng con chip Intel thế hệ thứ 12. Thời lượng pin thực tế mà mình trải nghiệm, mình sử dụng trong một thời gian dài vừa rồi thì nó chỉ đạt được khoảng tầm 6 đến 7 tiếng, tiết kiệm lắm thì là 8 tiếng. Còn đây, MacBook Air M2, anh em cứ dùng thoải mái đi, nó khoảng tầm 15 tiếng. Đây là một trong những chiếc laptop có thời lượng pin trâu nhất hiện tại. Nếu anh em đang cần một chiếc máy tính mà có thời lượng pin đếch phải suy nghĩ nhiều thì nên lựa chọn chiếc MacBook Air M2. Còn anh em đang muốn mua một chiếc máy tính mà có thể làm được nhiều việc trong cuộc sống, như là tablet, laptop hay là sổ ghi chú, nó đa dạng, nó giúp cho anh em sáng tạo tốt hơn, thì lựa chọn chiếc Surface Pro 9 này nhá. Và lựa chọn đâu thì anh em biết rồi đấy, hãy đến với cả Đăng Vũ ngay. Ok, đây là một bài so sánh khá là chi tiết giữa hai chiếc máy này. Anh em lựa chọn máy nào thì bình luận phía dưới cho mình biết nhá. Cảm ơn em đã xem video của mình. Và đây là Đăng Vũ, nhấn like, đăng ký nhá. Bye bye.